Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng họ Bùi là một trong những dòng họ tiêu biểu của huyện Khoái Châu, có hoạt động ngày càng rộng lớn, lan tỏa những nét đẹp văn hóa với tôn chỉ liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tiên tổ, động viên con cháu hướng tới tương lai. Qua các thời kỳ lịch sử, họ Bùi Khoái Châu xuất hiện nhiều người tài có công với nước, với dân. Điển hình có tướng công Bùi Công Nhã, có công giúp vua Triệu dẹp giặc dựng nước. Cụ Bùi Quang Vận nổi tiếng thần đồng, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ, được khắc tên trên văn bia tại Văn Biếu Quốc Tử Giám và Văn Biếu Xích Đằng. Cụ được vua Lê Gia Tông cử làm quan giám sát ngự sử triều. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, họ Bùi, huyện Khoái Châu đã có hàng trăm người con ưu tú lên đường chiến đấu và nhiều người đã anh dũng hy sinh. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, những năm qua, con cháu dòng tộc luôn tiếp nối thế hệ cha anh đi trước đã và đang đóng góp công sức trí tuệ trên các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại các địa phương, cộng đồng dòng họ luôn tích cực tham gia các phong trào như chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, gương mẫu thực hiện nếp sống mới tại mỗi khu dân cư. Hoạt động nổi bật của cộng đồng họ Bùi, huyện Khoái Châu là giáo dục truyền thống và khuyến học khuyến tài được tỉnh huyện khen thưởng.